Xin chào toàn thể các quý khách tài trở lại với kênh của em Hoàng Xe Tải. Thì hiện tại nó đang lành, ngày lành tháng đẹp. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1, tức là âm lịch, trả tính theo âm lịch là ngày 16 âm lịch. 9 giờ sáng thì là anh Phượng ở trong Thanh Hóa là đã cắt công ra đây bán giao chúng em chiếc xe 8 tấn TMT 8 tấn 2 cầu dầu đời 2021 chủ tải nhá. Chiếc xe đang để anh khởi cổng rồi. Vâng, và anh Vượng thì hiện tại là đã được lấy xe trong một khoảng thời gian khá là phù hợp và anh rất là cố gắng rồi. Thì chiếc xe này là anh đã chỉ đóng góp khoảng là 200 triệu là lấy xe rồi, 200 triệu quý tài nhá. Đấy, và em lên đúng chuẩn giá luôn cho quý tài. Thì chiếc xe này đang có giá 665 triệu này, màu xanh dương. Vâng, một quả biển rất là đẹp, 36C41100. Đây, đây là hai anh trai là đã cất công đi trong đêm từ trong Thanh Hóa ra để lấy xe kịp giờ lành, ngày lành tháng đẹp. Thì chiếc xe này đã được thay lại cầu mới rồi quý tài nhá. Chiếc xe đã được thay lại cầu mới rồi. Thì cầu này là cầu 13 tấn. Cầu 13 tấn. Sassi thì là sassi của nó loại khá là ok. Sassi này là sassi 805 này. Sassi 805 cũng như là về cái cấu hình ở đằng sau thì là cầu 13 tấn kết hợp với khối bộ là 20 lá nhíp. Cũng có 8 lá nhíp phụ và 12 lá nhíp chính. Sau đó mỗi lá dày tầm khoảng 10mm quý vị nhá, 10-13mm. Ở đây em thấy là 13mm quý vị ạ, 13mm nhá. Đó, bảo sao mà các bác không mê rồi, đúng rồi. Cầu, cái cầu của này thì cái đường kính cầu của nó lên tới là tầm 20 phân. Đường kính 20 cm. Cầu khá to. Con này thì chúng ta hoàn toàn có thể lên thêm một cơ lốp 1000 nữa. Một cơ lốp 1000 nữa quý vị tải nhá. Lốp 1000. À, chiếc xe này thì hiện tại là đang chuẩn bị đi PDI. Đưa đi PDI tức là kiểm tra xe toàn bộ trước khi là giao xe cho bên khách hàng của bên em cũng như bên phía nhà máy. Thì các quý bác tài yên tâm về cái chất lượng của xe ben Cửu Long nhá. Ở đây đang ở ngoài đường khá là ồn thì em sẽ nói sơ qua về cái cấu hình đằng trước. Thì em nó sử dụng loại máy 140 mã lực, tua là 2800 vòng trên phút. Sử dụng loại máy của Yuchai tức là máy của Cửu Long. Và cái kích thước thùng cơ bản của nó lên tới là 6,5 khối của tải, 6,5 khối rất là to. Nếu mà tính lật lái hiện tại thì con này đang khá là được ưa chuộng cũng như là phù hợp với cái lật lái hiện tại của công an, làm rất chặt không thể cơi thùng được. Thùng 6,5 khối dài 3m76, rộng 2m24. Về cái phần trước thì là xe được trang bị sẵn cái hộp số là hộp số 2 tầng. Hộp số 2 tầng có tầng rùa và tầng thỏ này. Tầng rùa và tầng thỏ. Đó, tầng rùa tầng thỏ cũng như các đăng này, các đăng zin là để chạy cầu 6 tấn và cầu 13 tấn nhá. Đấy, còn về phía cầu trước chúng ta sẽ tiến về phía cầu trước. Cầu trước này cũng lại cầu 27 luôn. Cầu 27 của Cửu Long, phần Cửu Long, loại cầu vuông. Đấy, cầu vuông thì đây em sẽ chạy ra quay ở phía trước cho quân quý tài xem. Đây là loại cầu vuông, cầu 6 tấn. Lá nhíp trước là gồm 9 lá nhíp. 9 lá nhíp gồm có 9 lá nhíp chính nhá. 9 lá nhíp chính thôi, không còn lá nhíp phụ đâu. Chúng ta còn có thể thấy là kia là có độ dơ này, độ dơ nhất định này, để các bác tài là có thể độ thêm này. Độ thêm thoải mái luôn. Nhưng mà theo em kinh nghiệm của em thì chúng ta không nên độ thêm cái giá nhá, đi sẽ đường sẽ rất sóc. Em đi con này hôm qua đi đăng kiểm thì có thể nói là xe khá là sóc rồi. Bởi vì đi hai cầu mà. Và về cầu sau thì chúng ta có thể ưu tiên là nếu mà chạy tầm khoảng 17-18 tấn thì nên độ nhíp để bền cho xe nhá. Độ thêm một lá nhíp là vừa quý tài ạ. Độ thêm một lá nhíp cũng như là gia cố thùng. Gia cố thùng bệ đấy. Vâng, đây là chiếc xe của anh Phượng đến từ Thanh Hóa, miền đất Quan Hóa, Thanh Hóa.